nay là cả gia đình là đi chùa, người ta gọi là chùa của Ấn Độ. Đây là ở tại Chima Hill, chùa rất là đẹp. Lần đầu tiên người gia đình của Bảo Quốc được được đến đây, đó cũng là cái duyên. Hay quá, cảnh trí bông hoa ta chọn. Đi chùa Ấn Độ á con. Giờ mình làm tụi Ấn Độ đi. Làm Ấn Độ. Tôi chắc giờ không nổi rồi. Lấy con lon đi, lon dốc dáng nó còn được chứ còn này mà hơi thua. Tao khỏe sao? Thấy là ok, khỏe vui vẻ cười là biết rồi. Cậu em lăn ra. Hỏi thử. Dễ sợ. Đẹp quá đẹp. Ở đây là khi mà vô chánh điện đó là phải bỏ dép ở ngoài này. Đó là một cái khu để bỏ dép. Vô trong cái khu này là hoàn toàn là phải sạch sẽ. Cũng rất là hay. Nước phun lên rồi. Tối nó tới tắm 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 tắm
Quay lại những cái bức tranh của ta đã chụp. Xây dựng từ năm 2004, 2004 là đất công đi bắt đầu xây dựng và hoàn thành từ 2004, 2005 thì giờ tới bây giờ là 16 năm. Cái tiến trình của cái chùa này xây dựng từ năm có đó. Thank you.
Chùa xây dựng hơn 20 năm. Từ ngày bắt đầu xây dựng cho đến nay vẫn còn trùng tu xây dựng, chưa có xong. Nhưng mà chính điện là đã xong rồi. Rồi bây giờ đã là từ năm 2000 thì bây giờ đã được hình thành lại một cái chùa của Ấn Độ rất là uy nghi lộng lẫy, nhưng mà người ta vẫn còn tiếp tục xây dựng. Thành dài năm nữa mà mình trở lại đây thì nó còn dữ dội hơn nữa. Đây cũng là một cái kiến trúc rất là lạ, tại vì vào trong cái chánh điện thì không cho quay phim chụp ảnh. Chứ thật sự mình bước vô đó rồi thì mình choáng ngợp, bởi vì những cái mà tỉ mỉ, những cái mà họ làm bằng tay đó, những cái điêu khắc về kia nọ bằng đá mà rất là tỉ mỉ từ chút, mình thấy con người mình có thể làm được tất cả mà mình không bao giờ mình nghĩ là nó sẽ được như vậy. Bây giờ mình thấy rõ ràng trước mắt thì con người mình giỏi lắm, rất là nguy nghi, rất là lộng lẫy, vẫn còn đang xây dựng. Và bên trong thì ok. Đẹp á. Cái mặt nó trời chiều hết tối. Ồ, không nhưng mà đẹp. Rồi cái cảnh đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp luôn à. Wow, đẹp. Okay. Trời ơi, ngoài xa thấy mấy cái tháp dưới chân mình ha. Đẹp quá. Thấy mình cao ghê thôi thử. Đẹp. Đẹp. Ông mà đi vô cái chùa này cảm thấy nó chi tiết mà nó đẹp quá đi. Mình vô mà nói câu là không thể nghĩ là con người mà làm được. Mình tưởng kiến trúc cổ xưa người ta làm chứ bây giờ hiện đại mà sao có thể mình làm đi theo chi tiết vậy? Chi tiết. Bây giờ người ta không có đủ kiên nhẫn mà để làm những cái đi theo nó. Nghĩa là từ lý từ tế chứ không phải là thấy ngưỡng mộ. Không tưởng tượng. Còn phải nói là không tưởng tượng nổi. Uổng là người ta không cho phép mình quay phim bên trong. Chứ có là sẽ đưa cho lên cho mọi người cùng thấy. Có mấy chỗ khác mà nó giống là chỗ đậu xe thôi. Không tưởng tượng khó là con người ta phải đi.